Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình có chuẩn bị mình một số trái cây nè mấy bạn. Một số trái cây này mình mua nho nè. Nho này mình mua ha. Với lại quýt này mình cũng mua, có cam này không có mua nè. Đó. Thì hôm nay mình sẽ cúng tháng 7 nha các bạn. Thì các bạn thấy nhanh không? Mới đó mà mình đã bước qua tháng 7 rồi. Thì thường á thì tháng 7 mình sẽ cúng để mà mình cầu cho mọi việc nó suôn sẻ hết mấy bạn ha. Tâm thì luôn bình an. Rồi thì hôm nay mình sẽ bài là biển để mình cúng. Và thì mình có chuẩn bị gạo muối nè các bạn, nhang ha. Nhang này á thì với lại mấy bạn thấy cha mình chế ra cái đồ cắm nhang hay không? Cái này là bằng đất sét nha mấy bạn ha. Đất sét cha mình nắng lại nè. Nắng lại xong rồi cái lấy cái cây trúc á, cái cây trúc mình để dưới này ha. Mình ghim vô để mình ghim nhang vô á. Nhưng mà đảm bảo là nó rất là chắc nha, không bao giờ ngã nha các bạn. Đó. Các bạn không thấy không? Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ xách trái cây vô ha. Sẽ cho trái cây vô dĩa. Thì mình chỉ cúng trái cây thôi nha các bạn. Với lại là mình cúng gạo muối nữa ha. Đó. Thì mình xách trái cây ra. Có tham khảo ở một số trang mà người ta phong thủy mấy bạn, thì người ta chỉ cúng những cái món mặn ha, còn mình thì chỉ cúng trái cây thôi. Mình nghĩ là mình cúng sao mà cho mình có lòng thành á là được nha. Đó. Chứ mình không có quan trọng quá nha. Ví dụ như nhà vườn mình có trái cây thì mình sẽ cúng trái cây ha. Đó. Cái này nó vàng. Nghiêm không? Đây. Sẽ được 2 dĩa. Và cái nho này. Nho này mình cũng cắt ra luôn. Nho này mình có thử rồi mấy bạn, thử nó ngọt ngay luôn. Nho này mình rửa rồi nha, mấy bạn mua nho ở ngoài chợ về á, mình nên rửa nha các bạn, nó sợ người ta phun thuốc á. Để cho cái trái nó đẹp như vậy á, mình nghĩ là không ít thuốc đâu mấy bạn. Đó. Nên là nếu mà mấy bạn có mua nho thì mấy bạn sẽ rửa cho kỹ ha. Đó. Rồi mình sẽ phải biển vô đây nha. Lát nữa cái phần muối gạo này sau khi mà cúng xong á thì mình sẽ rải tứ phương tám hướng nha. Mình thấy ở trên trang phong thủy á thì người ta chỉ vậy thì mình cũng làm theo thử ha. Đó, rồi mình đi chuẩn bị nước nha các bạn. Rồi tới bây giờ mình chuẩn bị một cái ly ha để mình sẽ trưng cái cây phát tài này nha các bạn. Đây là cái cây phát tài nhà mình trồng nè ha. Nó cũng khá là đẹp ha. Đó, bây giờ mình đi hứng một xíu nước. Rồi, nè, đặt ở đây nha. Đó, con hoa và trái cây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi đốt nhang nha. Thank you.
Và cái thủ tục cúng của mình á, bây giờ thì mình sẽ chờ cho mấy cái cây nhang này nó tàn luôn nha các bạn. Và mình sẽ dọn dẹp hết cái mâm này ha. Và mình sẽ rắc rắc gạo và rắc muối ở tứ phương tám hướng là xong nha các bạn. Rồi thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến thời điểm này. Và mình mến chúc các bạn có một cái cuộc sống thật là vui vẻ nè, bình an nè. Tháng 7 này thật là vui nè, và không có luôn hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.